khỏi cổng à? Anh đưa em ra khỏi cổng. Đi đâu vậy? Ơ, hai đứa đi đâu đây?
Chắc rồi. Ôi vô không ơi. Ôi đừng đừng mình ra nhá. Ủa cái phê đó nhiều bộ đó hả? Đừng đưa em đi hả? Đừng đi bộ. Nguy hiểm lắm. Đi vào bàn nhá. Thì ba cho ăn cho uống nhá, cho ngoan nhá. Để cho bù chăm em đi là nhá, chăm chị nhá. Đây đừng ơi đưa em ra nhá. Đấy ba nó làm ở đây ba nhìn thấy chứ rồi đưa em ra ngoài cổng nguy hiểm lắm nhá, hồ bạch đi á hả? Hồ bạch á nhá. Bù đi bù cho yên tâm đi bù nó chăm chị thì nó nhá. Chị bị ốm á. À, xin lấy điện thoại ra đây xem hả? Con lấy điện thoại ra đây để xem à? Nhờ bố đây là xem má, xem mặt bố à? Hai đứa nhờ bố rồi. Đấy, thơm rồi chứ. Ba gọi bố cho nha. Con à, chào đời chứ? Đấy, ba rồi á. Mẹ tí nữa về á. À, hai đứa nhờ bố mẹ rồi, nhờ chị rồi nè. Này, 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 xin ơi, hai đứa để chị ra, chị nó nhìn đây. Đó, hai đứa nhờ bố rồi. Hai đứa nhờ đây ra khỏi cổng, à, anh đưa em ra khỏi cổng, ba nhìn thấy ấy. Ra đón bố. Hai con. Mẹ tắt ba tắt máy nha. Rồi. Rồi. Hôm nay ở nhà chơi với ba đây là mấy ngày này cho em khỏe đây bố về nhá. Quá. Gì nhớ bố xin nhớ bố nhiều à? Nhớ vậy. Hả? Rồi, hai đứa ngồi đây chơi để ba đi vào coi có quả gì là ba lại cho ăn nhá. Ngồi đây nha. Rồi, gì? Ngô chưa thì ba đi vào lấy quả ra ăn nha. Ba. Có con đâu. Hai anh em ngồi ăn đi nhá. Ngồi ăn đi, ăn hết nhá. Để ba đi vào đón ba. Dọn dẹp trong nhà nhá con. Em ngồi ăn đi nhá.